cân thử chữ trước này. Hôm nay thử cân ba đứa xem cho nó bao nhiêu cân rồi. Hai đứa từ từ, hai đứa lùi lại. Lùi lùi, đi la sang này. Đi la trèo lên đây. Hai đứa đi ra kia đã, tí nữa là đến lượt hai đứa. Thôi Siro với Messi ra kia, tí nữa. Đi la lên đây. Đi la, trèo lên. Đúng rồi, trèo lên chú chặt công. Trèo lên đây cơ mà. Lên ghế đi. Đến bếp đi la sang vậy. Nha. Ngồi lên, ngồi dậy thì anh mới bế được. Ngồi lên. Mỗi lần cần nó là vất vả. Siro xích ra kia. Giờ kìa. Rồi, có miền đấy. Hai đứa đi ra kia. Đi làm ra kia. Đứng thẳng đúng chân lên. Đứng yên đấy nha. Rồi, đúng rồi, đứng yên đấy. Đứng yên. Không, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Siro xích. Đi làm ra kia. Đứng yên anh giữ cho không đổ được. Đứng yên đấy. Đứng yên nha. 55 cân. 54, 55 cân, ok. Rồi, đi làm sang cái này đi. Đã xong. 55 cân mà trừ đi cái này là 4 cân rưỡi, coi như là 5 cân. Là PR 50 cân, ok. Con Siro đây đây sao. Rồi. Bế con Siro. Con nó xin từ từ, tí nữa sẽ biết được con xin. Tập nhẹ nhàng thôi. Thế thôi mà có gì đâu. Bỏ các anh phải siêu xuống. Đúng rồi, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Đứng yên. Rồi, yên thế. Siro ngồi hẳn xuống. Đúng rồi, ngồi yên đấy nhá. Ngồi yên đấy để anh xem Siro bao nhiêu cân. Ngồi yên, không không. Ngồi yên không có tiến lên. Ngồi yên đấy. Xem nào. 45 cân, Siro 40 cân. Ok rồi, đọc Siro xong rồi, nhảy xuống đi. Quay vào đây. Messi. Đến lượt Messi. Messi đâu? Siro xong rồi, Siro xích ra kia. Messi đứng yên. Mấy đứa đi ra kia nào. Rồi, yên thế, đứng yên nhá. Đứng yên đấy. Để xem là xin bao nhiêu cân. Cũng 44 cân. Ok. Hôm nay Messi bụng, Messi hóp ở đây là chưa ăn. Ôi giời. Ok, hôm nay đã cân thử cho nó đó. Mỗi một cái lần cân thử là một lần toát mồ hôi. Thì cái cân ngày hôm nay của Messi với lại Siro là như nhau. À, xếp ra đấy xem nào. 4 cân rưỡi coi như là gần 40 cân. Bụng đói nhá mọi người nhá. Pila thì là 50 cân tròn. Như vậy tí nữa mình sẽ cân thử cái phần ăn của chúng nó. Xem bao nhiêu cân cộng vào là ra. Bởi vì hôm trước ấy là cân sau khi ăn xong, cân buổi tối, sau khi ăn bữa tối xong, hôm nay thì chưa ăn tối. Ok, đây là phần ăn của mấy đứa chúng nó. Cân luôn để cho mọi người theo dõi nhá. Cho mọi người theo dõi cái phần ăn. Đây. Gần 2 cân này.
ít hơn một tí tẹo này, là gần 2 cân này. Đó, gần 2 cân. Thì đây nó chính là hơn 4 lạng hạt mà ngâm nước ra, và cộng với một chút cơm thừa mình cho chia ra cho chúng nó. Mì này, mì không ăn tí nữa. Đó. Thì là chia ra cho 3 con ấy, mỗi con nó ăn khoảng gần 2 cân. Đó. Con ăn đó. Phần ăn thì vẫn như mọi lần thôi. Đó, một cái bữa ăn với cái đồ ăn hạt như thế này mình ngâm ra nó đã 2 cân rồi. Thành ra nếu mà một cái bữa ăn bình thường mà mọi người cho con chó nó ăn cơm, canh và thịt, mà cơm nhiều ấy, thì con chó nó có thể ăn, có thể nó là 4 cân chứ nó không phải là 2 cân đâu. Chính là vì thế cho nên mình mới nói, đã từng nhắc nhiều lần mọi người là đừng quá quan tâm đến cái cân nặng của con chó. Bởi vì có con chó trước ăn và có con chó sau ăn, cái cân một con chó nó có thể chênh nhau vài cân. Đấy là cái chuyện hết sức bình thường. Như Siro và Melsi như thế này là lúc nãy cân là 40 cân, cân đói đúng không? Thì như này nó vẫn là 42 cân. Y xì cân như là hôm trước cân. Hôm trước cân là một con 41 cân rưỡi, còn 42 cân thì cũng vậy, bởi vì cân sau ăn nó cũng không khác gì cả. Và như vậy là sau 2 tháng thì mình cho các cái con chó của mình nó ăn hạt 100% hạt này cộng với chibi để nó tăng tiêu hóa. Chibi thì trước mình vẫn cho con chó của mình ăn với cái chế độ cơm thịt một thời gian thì mình vẫn cho ăn chibi, và với cái chế độ hạt này thì mình cũng vẫn cứ cho ăn chibi. Và cái đợt này là chibi mình mỗi ngày mình chỉ cho mỗi con một nửa thìa thôi. Thì cái cân nặng của con chó nó không có thay đổi gì cả, cả Pila và cả Melsi. Thì như vậy là sau 2 tháng mà dùng cái hạt của Đức này, Baravo là cái hạt gọi là cái mức giá rẻ của Đức, thì có thể nói là cái dinh dưỡng nó cung cấp cho con chó cũng như là cái tiêu hóa và tất cả mọi thứ là rất là ok. Cái thể trạng của con chó nó giữ y nguyên như là Siro đây này, lên ghế ngồi. Sau 2 tháng cho nó ăn hạt thì cái thể trạng của con chó nó giữ y nguyên như là cái giai đoạn trước đấy mà mình cho con chó nó ăn thịt gà, ăn thịt sống, ăn thịt tái đó. Thì cái giai đoạn trước đấy là mình cho chúng nó ăn với cái tiêu chuẩn là 1 cân một ngày. 1 cân thịt gà, từ 8 lạng đến 1 cân thịt gà một ngày cho một con. Thì cái đợt đấy là thịt gà là mình sẽ đảo thêm cơm nhiều hơn như thế này cơ. Mình sẽ đảo thêm cơm khoảng mỗi con khoảng tầm 1 bát con cơm cộng với lại 8 lạng đến 1 cân thịt gà cho một con. Thì cái tiêu chuẩn ăn hạt này với cái tiêu chuẩn là một ngày khoảng 4 lạng là nó tương đương rồi. Đó. Thì mọi người sẽ thấy là tại sao mà khi mà một số người hỏi mình là ăn gà thì ăn bao nhiêu là đủ ấy, thì mình hay nói với mọi người là chỉ cần xem cái con chó đấy nó ăn hạt là nó ăn bao nhiêu, thì gà cứ thế nhân đôi lên là nó sẽ ra cái lượng gà mà cần cái con chó nó ăn. Đó. Okay. Cám ấy thì trại mình có bán sẵn, cũng như canxi, chibi và các cái đồ chăm sóc chó khác bổ sung, semiu, canxi, chibi là thải độc gan, tất cả những cái đấy là trại nhà mình dùng và có bán quanh năm cho mọi người nhá. Thành ra là nếu mà ai cần mà không có cái chỗ nào, mọi người không cần những cái pet shop cái này kia để mua ấy, thì mọi người có thể nhắn tin qua số điện thoại của trại hoặc là Zalo 0981115000 thì mình sẽ gửi ship cho mọi người. Ok, thank you mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Đó, anh em nuôi chó thì chịu khó ôm chó, vác chó nhiều vào. Còn chó 50 cân vác một phát là lên ngay. Chứ có điều là động chân bằng tay tí thì nó mệt, nó toát mồ hôi thôi. Chứ còn nhấc một phát lên ngay. 55 cân là vẫn nhấc được một phát lên ngay, nhưng 60 cân là phải cố. 60 cân là phải nhấc cố rồi. À, 6 mấy cân. Như con Bruno là mình phải nhấc cố. Còn tất cả những con khác ở trong trại thì đều bế được lên.